Hyun Bin thay đổi chóng mặt sau khi công khai hẹn hò Son Ye-in. Mới đây, một thương hiệu thời trang đã đăng tải hình ảnh Hyun Bin chụp cho nhãn hàng này, khiến nét bàn tán không ngớt. Điều khiến cho công chúng chú ý nhất chính là ngoại hình có phần khác trước của Hyun Bin. Không ít người nhận ra, Hyun Bin của thời điểm hiện tại có vẻ tăng cân hơn so với đợt trước. Đặc biệt, bạn trai Son Ye-in cũng cắt bớt tóc, khiến ngoại hình trẻ trung hơn hẳn. Thậm chí, người hâm mộ còn so sánh hình ảnh hiện tại với ảnh ngày bé của Hyun Bin. Vừa nhìn qua, mọi người đều cho rằng ngoại hình của Hyun Bin hiện giờ giống hệt ngày bé. Bên cạnh đó, cũng không ít người nhận xét, kể từ sau khi tuyên bố hẹn hò cùng Son Ye-in, ngoại hình của Hyun Bin đã thay đổi và trẻ trung hơn nhiều. Phải chăng tình yêu có thể làm thay đổi một con người? Không chỉ nam tài tử, cả bạn gái của anh cũng được cho là đã thay đổi không nhỏ sau khi hẹn hò. Dân tình cho rằng cô nàng đã tăng cân một chút, gương mặt tròn trịa hơn, tuy nhiên vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và nhan sắc đỉnh cao. Công chúng đều mong Hyun Bin và Son Ye-in sớm ngày tổ chức kết hôn để về chung một nhà. Hyun Bin là một trong những nam thần đắt giá nhất màn ảnh xứ Kim Chi ở thời điểm hiện tại. Anh chàng là mẫu đàn ông cực phẩm mà bất cứ cô gái nào cũng phải thầm thương trộm nhớ. Hyun Bin xuất thân giàu có, diễn xuất linh hoạt, hát hay tài năng, tuyệt thiệp và không hề vướng scandal kể từ khi ra mắt đến nay. Gia nhập làng điện ảnh từ năm 2003, Hyun Bin đã khẳng định thương hiệu diễn xuất của mình bằng nhiều vai diễn để đời cùng hàng loạt giải thưởng danh giá. Trang Yougan có từng tiết lộ, anh được trả 100 triệu won, 2 tỷ đồng cho mỗi tập phim truyền hình và khoảng 400 đến 600 triệu won cho phim điện ảnh. Ngoài việc đóng phim, nam diễn viên cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo đắt đỏ. Hyun Bin hiện đang sống tại một căn hộ thuộc khu chung cư nổi tiếng có tên Mark Hill Villa. Căn hộ của Mỹ Nam này tại thời điểm mua có giá 3 tỷ won, khoảng 61 tỷ đồng. Không chỉ nổi tiếng về tài năng nhan sắc, Hyun Bin còn được biết đến là tài tử đào hoa. Dàn bạn gái cũng toàn là mỹ nhân có tiếng. Năm 2007, anh hẹn hò với người đẹp Hwang Ji-hyun. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi dần phai nhạt, sau đó chia tay. Mối tình được biết đến nhiều nhất của Hyun Bin là với Song Hye Kyo, cặp đôi hợp tác trong bộ phim The World They Lie In năm 2009. Tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Chuyện tình của cặp đôi cũng kéo dài được vài năm khi họ chia tay 2011. Năm 2017, Hyun Bin thừa nhận hẹn hò với đàn em kém 8 tuổi, Kang Seo Ja. Anh bị nữ diễn viên 9X cuốn hút và tuyên bố hẹn hò chỉ sau 2 tháng quen biết. Sau 1 năm, cặp đôi đường ai nấy đi với lý do không có thời gian yêu đương. Mới đây nhất, Hyun Bin tiếp tục công khai tình cảm với Son Ye-in sau khi hợp tác ăn ý trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Cả hai đã chính thức hẹn hò được 8 tháng, từng yêu đương nhiều lần mà chẳng đi đến đâu. Hyun Bin tiết lộ anh đang rất nỗ lực để gìn giữ, bảo vệ tình yêu dành cho nữ thần Son Ye-in. Trước giới truyền thông, Hyun Bin và Son Ye-in không ngại che giấu sự si mê dành cho nhau. Nữ diễn viên cho biết Hyun Bin rất giống bố mình khiến cô bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn Hyun Bin thì cho rằng Son Ye-in là người phụ nữ luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với người khác nên anh khó lòng mà sống thiếu một người như vậy. Trong hậu trường phim Hạ cánh nơi anh, cặp đôi liên tục ôm hôn, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ, khiến cho người xung quanh như trở nên vô hình. Theo truyền thông, cặp đôi Hạ cánh nơi anh đã lên kế hoạch kết hôn. Vừa qua, cha mẹ Hyun Bin đã đi xem căn biệt thự trị giá 10 tỷ won để làm nhà tân hôn cho con trai. Nguồn tin trong lĩnh vực giải trí cho biết họ kết hôn muộn nhất là năm 2022 khi cả hai chạm mốc 40 tuổi.